Nhưng đối với câu hỏi là ông bà hay là anh chị có bao giờ nói với người bên lương về Chúa không? Thì xem ra có rất ít người trả lời là có. Và câu hỏi tiếp theo sau là vì lý do tại sao mà lại không nói với người khác về đức tin của mình? Thì những câu hỏi đưa ra thường là vì thiếu kiến thức, hoặc là không đủ tự tin và không dám nói vì xấu hổ. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu giảng lớn tiếng rằng: Ai khát hãy đến cùng ta và uống. Ai tin ta thì như lời Thánh Kinh dạy, từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông. Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy. Bởi chưng Thánh Thần chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Các con chuẩn bị lấy nhận bí tích thêm sức, chúng ta đứng. Trọng kính Đức Cha, hôm nay giáo xứ chúng con có 101 em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức, với 59 em nữ và 42 em nam. Các em đã học xong chương trình giáo lý Hồng Ân trong thời gian từ 3 đến 4 năm. Sau khi đã tĩnh tâm, xưng tội, giờ đây con xin giới thiệu các em và xin Đức Cha ban bí tích thêm sức cho các em. Cảm ơn Cha Xứ, chúng con ngồi. Ai tin vào tôi thì từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông. Thưa cộng đoàn thân mến, đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu. Và lời giảng dạy này Chúa Giêsu nói ở trong đền thờ Jerusalem. Khi Chúa Giêsu khẳng định điều ấy và ngày hôm nay chúng ta nghe lời ấy, chúng ta thấy đức tin đối với người Công giáo chúng ta là vô cùng quan trọng, là cốt lõi, là nền tảng cho mọi suy tư, mọi hành động và mọi lối ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Dòng nước hằng sống chảy ra như dòng sông. Dòng nước hằng sống có thể hiểu đó là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc. Dòng nước hằng sống đó là những nhu cầu của con người trong cuộc sống thường ngày.
Nhưng tác giả phúc âm là Thánh Gioan còn dẫn chúng ta hiểu sâu xa hơn khi ông nói, Chúa Giêsu nói đến dòng nước hằng sống là có ý nói về Chúa Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, bí tích mà 101 em trong giáo xứ Nam Định của chúng ta sẽ lãnh nhận được gọi là bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức theo nguyên ngữ của nó có nghĩa là củng cố đức tin. Bởi vì khi mà chúng ta được rửa tội thì chúng ta đã có đức tin rồi. Chúa ban cho chúng ta đức tin khi chúng ta được lĩnh nhận bí tích rửa tội hay là bí tích thanh tẩy. Nhưng mà đức tin ấy cần phải được lớn lên, đức tin ấy cần phải được củng cố, đức tin ấy cần phải được khẳng định bởi chính cá nhân của các em. Vì thế cho nên bí tích này vừa là bí tích thêm sức, tức là thêm cho chúng ta nghị lực thiêng liêng. Nhưng mà đồng thời chữ thêm sức cũng có nghĩa là củng cố, khẳng định, để làm cho đức tin vững chắc. Bởi vì đức tin đã có rồi. Xin được nhắc lại, đức tin có từ khi chúng ta chịu phép rửa tội. Chính vì thế mà bí tích thêm sức rất cần thiết cho chúng ta để giữ đạo. Trước đây chúng ta đã trải qua mấy thập niên các đấng bề trên không đi được các giáo xứ để cử hành bí tích thêm sức. Rồi cộng với bối cảnh xã hội vô cùng khó khăn, mà có nhiều khi người ta tuyên truyền đối nghịch lại với giáo hội, cho nên có nhiều người không được chịu phép thêm sức. Vì thế mà họ thiệt thòi, bởi vì thiếu sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Họ có đức tin đấy, Chúa ban cho họ đức tin khi được chịu phép rửa tội đấy, nhưng mà đức tin đấy không được củng cố, không được xác định và không được lớn lên như một cây trồng cần phải chăm bón để cây ấy lớn lên từng ngày và sinh hoa kết quả. Như thế, kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang suy tư về đức tin, và năm nay, năm 2023, Tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta đã đề ra định hướng là canh tân đời sống đức tin cá nhân. Thì Chúa Thánh Thần là đấng canh tân đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cũng cộng tác với Người để làm cho đức tin của chúng ta, đời sống đức tin của chúng ta luôn mới mẻ và phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Vậy thì giáo hội giáo huấn chúng ta về đức tin như thế nào? Đương nhiên trong bộ kho tàng giáo huấn về đức tin vô cùng phong phú, hôm nay tôi chỉ thưa với quý ông bà và anh chị em, giáo hội dạy chúng ta phải có một đức tin trọn vẹn. Đức tin trọn vẹn là đầy đủ. Đức tin trọn vẹn là phải được học hỏi. Đức tin trọn vẹn phải được tuyên xưng ngoài môi miệng. Đức tin trọn vẹn phải được thực hành bằng hành động hàng ngày. Đức tin trọn vẹn là phải được giới thiệu. Những người tin vào Chúa có khả năng để giới thiệu Chúa hay là nói về đức tin của mình cho những người không cùng tôn giáo của mình. Vì thế năm 2022 chúng ta tổ chức công nghị Tổng giáo phận. Chúng tôi đã thực hành một cuộc khảo sát nhiều lứa tuổi khác nhau trong giáo phận. Và chúng ta vui mừng bởi vì là tỷ lệ những người tham dự thánh lễ Chúa Nhật khá đông. Phải đến 80% những người giáo dân tham dự lễ Chúa Nhật, đó là một tỷ lệ rất đáng mừng. Bởi vì ngày hôm nay cuộc sống con người đang có nguy cơ bị tục hóa, người ta dửng dưng với tôn giáo và người ta dửng dưng với các giá trị siêu nhiên. Người ta dửng dưng với đời sống tâm linh. Tỷ lệ của chúng ta đến 80% là người tín hữu công giáo trong Tổng giáo phận Hà Nội tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng đối với câu hỏi là ông bà hay là anh chị có bao giờ nói với người bên lương về Chúa không? Thì xem ra có rất ít người trả lời là có. Và câu hỏi tiếp theo sau là vì lý do tại sao mà lại không nói với người khác về đức tin của mình? Thì những câu hỏi đưa ra thường là vì thiếu kiến thức, hoặc là không đủ tự tin và không dám nói vì xấu hổ. Thường thường là những lý do ấy. Vì thế cho nên những người mà có khả năng hay là đã chia sẻ với những người không cùng tôn giáo của mình về đức tin công giáo,
Thưa quý ông bà và anh chị em, theo kết quả khảo sát của Tổng giáo phận năm 2022 thì chỉ được hơn 10% những người có khả năng để chia sẻ với anh chị em khác về đức tin của mình thì chỉ hơn 10%. Điều đó cho thấy chúng ta cần phải học giáo lý để biết Chúa, và bí tích thêm sức hôm nay cũng nhằm để củng cố đức tin nơi 101 các em trong giáo xứ Nam Định của chúng ta. Đó là đức tin trọn vẹn, là đức tin có khả năng để trình bày cho người khác. Đức tin được thể hiện bằng tư tưởng, lời nói, việc làm. Và đức tin ấy phải được sống trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chỉ có trong cuốn sách, cuốn vở, và không phải chỉ có ở trong nhà thờ. Điều thứ hai nữa, đó là tôi xin chia sẻ với cộng đoàn để có được cái năm nay năm Canh Tân đời sống đức tin cá nhân. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy có một đức tin tinh tuyền. Tinh tuyền tức là không bị pha tạp. Tại sao lại nói thế? Thưa, bởi vì trong xã hội hôm nay nó giống như cái siêu thị chúng thỉnh thoảng hàng ngày chúng ta vào, nhất là các bà nội trợ đấy. Các bà nội trợ vào siêu thị thấy người ta bày đủ hết mọi thứ, bánh kẹo, bột giặt, rồi bơ, sữa, các thứ, rau, cỏ, thịt thả. Và chúng ta lấy thích mua cái gì chúng ta nhặt cái đó. Vì thế mà có người sánh, do so sánh đời sống tôn giáo nói chung và đời sống đức tin của người công giáo nói riêng cũng giống như một cái siêu thị. Có quá nhiều những điều chân chính nhưng mà cũng quá nhiều những điều mê tín dị đoan. Chúng ta thấy chưa bao giờ mà trên mạng có những cái bài hướng dẫn cúng bái đọc nọ đọc kia, rồi thì là cúng bái phải để cái cây gì trong nhà, mua cái hạt ngọc, viên ngọc gì để trong nhà để may mắn, vân vân. Thời đại này, thời đại văn minh 4.0 mà người ta vẫn còn chạy theo những thứ đó, và chúng ta là người công giáo cũng có nguy cơ bị lôi cuốn theo những cái thực hành không phù hợp với đức tin. Tôi nói là không phù hợp với đức tin công giáo, tôi không phê phán những điều đó là xấu, nhưng mà không phù hợp với đức tin công giáo. Bởi vì Thiên Chúa là đấng độc tôn, đã tôn thờ Thiên Chúa như Chúa nói với chúng ta trong Cựu Ước: không được thờ thần nào khác ngoài ta, vì ta là Thiên Chúa tối cao quyền năng. Và Chúa nói với người Do Thái: chính ta đã dùng cánh tay hùng mạnh để đưa các ngươi ra khỏi ách nô lệ của nhà Ai Cập. Chúng ta đọc trong Kinh 10 điều răn đấy, điều răn thứ nhất đấy. Tôn thờ Chúa là đấng cao cả, thờ phượng một mình Chúa. Vì thế mà đức tin của nhiều người công giáo có nguy cơ bị pha tạp. Người ta vừa tin Chúa mà người ta còn kiêng ngày nọ, ngày kia, ngày xấu, ngày tốt, nước lên, nước xuống, hướng nhà, hướng cửa, hướng mộ, ngày tổ chức đám cưới, tổ chức đám ma. Đó là những điều mà không phù hợp với đức tin công giáo, bởi vì có những hành vi, những thực hành đó nó ngược lại với đức tin, mà lỗi đức tin. Bởi vì phạm tội chống lại đức tin. Vì khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì tại sao chúng ta lại còn tin những điều ấy? Vì thế mà giáo huấn của giáo hội, tôi xin nhấn mạnh hai điều để chúng ta hiểu. Một là đức tin trọn vẹn, hai là đức tin tinh tuyền. Và chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, đấng canh tân mọi loài, như bài đáp ca mà ca đoàn vừa hát: lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt trái đất, để canh tân lòng người, để canh tân mọi sự, để những gì mà Chúa tạo dựng luôn luôn được tinh tuyền, mới mẻ và đem lại những điều tốt đẹp. Chúng con sắp sửa chịu phép thêm sức. Chúng con thân mến, chúng con là những chủ nhân tương lai của xã hội, và chúng con cũng là những người công giáo chủ nhân tương lai của giáo hội. Nhưng mà không phải nói đến tương lai là không quan tâm đến hiện tại. Nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt thì chúng ta phải quan tâm đến hiện tại ngày hôm nay. Vì thế chúng con phải cố gắng làm sao để mình trở nên những người tốt trong gia đình, người con tốt trong gia đình và người học trò tốt nơi nhà trường. Không phải là cứ tự nhiên đến tương lai là chúng con trở thành những người chủ nhân của xã hội đâu. Chúng con có thể là những người mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội, nhưng mà chúng con cũng có thể trở nên những mối lo, những mối nguy hại cho xã hội nếu chúng con không
cố gắng trau dồi kiến thức và cố gắng trau dồi đời sống đạo đức. Ngày nay thì thưa quý ông bà và anh chị em phụ huynh, chúng ta con cái chúng ta có rất nhiều điều để học. Vì thế mà đôi khi có những phụ huynh coi là việc đi lễ học giáo lý không quan trọng, lấy lý do là các cháu nó học nhiều quá, học sáng, học chiều, học tối, cho nên là không có lo đọc kinh gia đình, không có lo cho các cháu đi học giáo lý. Đây là một quan niệm sai lầm, bởi vì nếu đặt nặng tầm quan trọng về kiến thức xã hội thì chúng ta cũng phải đặt tầm quan trọng về đức tin, nếu không thì người tín hữu tương lai là con cháu chúng ta sẽ phát triển không quân bình, không bình thường. Và hậu quả như chúng ta thấy có nhiều người đã mất đức tin bởi vì không có kiến thức giáo lý, không được học hỏi giáo lý. Vì thế chúng con hôm nay nhận lấy Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa đến để thay đổi tâm hồn và cuộc đời của các con. Các con đón nhận Chúa Thánh Thần với tâm tình cầu nguyện và với ý thức cộng tác với Chúa Thánh Thần, bởi vì Chúa Thánh Thần vẫn nói trong tâm hồn các con mà đôi khi các con đâu có nghe. Có thể Chúa Thánh Thần nói qua cha xứ, nói qua các thầy cô giáo lý viên, nói qua các sơ, nói qua các thầy giáo ở nhà trường, nói qua cha mẹ. Bởi vì những ai nói những điều tốt đẹp là những điều ấy xuất phát đến từ Chúa, vì Chúa là nguồn của chân thiện mỹ và là nguồn của mọi điều tốt đẹp. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa cộng đoàn thân mến, đào tạo thế hệ tương lai để cho các em biết Chúa và có đầy đủ những kiến thức xã hội văn hóa, đó là bổn phận chung của chúng ta. Vì thế giờ đây chúng ta sốt sáng để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và người ban bảy ơn của người cho các em được chịu phép thêm sức. Và chúng ta cũng nài xin Chúa Thánh Thần đổ muôn ơn lành xuống trên cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng như cho công trình nhà thờ mà hôm nay chúng ta đã khởi sự. Amen.